Hello. Hello Kyle. Ủa, đi đâu mặc đồ đẹp trai quá ta? Hello. Kyle, con đi đâu mặc đồ đẹp trai vậy? Dạ thưa ông bà cô chú, bây giờ là con chuẩn bị đi ăn trộm. Con chuẩn bị đi hái mận. À, bây giờ là chị Liên chạy qua nhà chở gia đình Kyle đi qua hái mận nhà bạn của chị Liên. Nè mọi người, nhà của chị Liên nè. Trời ơi. Vào đây. Chủ nhân của căn nhà trị giá 1 tỷ đô. Đừng đổ. Nhà nói chứ nhà chị Liên đẹp lắm mọi người. Mà qua đây trúng mùa xuân với lại trúng mùa hè là quá đẹp luôn. Tại vì mấy cái hàng cây, mấy cái hàng hoa ở trước nhà chị Liên á, là nó nở hoa đẹp lắm. Ở sau vườn cũng đẹp nữa. Nhưng mà hồi nãy là chưa có dịp quay đằng sau. Còn đây là quay đằng trước nè. Đây là nhà của chị Liên. Cái khu nhà của chị Liên cũng rất là đẹp luôn. Nói không được tỷ đô chứ cũng là khu nhà triệu đô đây mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy cái góc này nè. Chun nhìn, chun nhìn mà chun mê đắm. Nhìn thấy mấy cái cây nè, đủ thứ màu sắc. Chun nói là làm sao mà có thể nó đẹp như vậy được. Tại sao ở Florida nhìn nó không được đẹp như vậy? Thì Ben nói là chắc tại Florida, tại tụi Ben còn ở khu rẻ nó chưa có đẹp thôi, chứ khu mắc tiền cũng đẹp lắm. Nhưng mà ở trên này có thêm một cái đẹp nữa, đó là cây cối với lại hoa nó nở rất là đẹp mọi người. Cây nó xanh mà nói chung là thời tiết nó rất là mát mẻ. Ở đây bây giờ thời tiết mùa hè thì khoảng chừng 80 độ, 85 độ ban ngày. Ở dưới Ben thì tới 90 mấy, 100 độ hoặc là hơn 100 độ. Nóng quá cũng không ai đi ra ngoài để mà enjoy cái thời tiết hết. Chỉ có là ở trên đây thì mùa hè thì mình đi ra mình enjoy được, chứ mùa chứ ở dưới Florida nó hơi nóng, đi ra ngoài là nó toát mồ hôi, là nó ướt chật bẹp liền. Nó rít ráy nữa, nó humid, nó rít ráy nữa. Còn ở trên này thì nó rất là chill, rất là mát mẻ luôn. Thành ra là mình đi ra ngoài mình cảm thấy cái người mình sảng khoái, cái mình thấy xung quanh cảnh vật nó cũng trở nên đẹp hơn. Rồi bây giờ lên đường đi hái plum, là đi hái là trái mận đó mọi người. À. Hello đi chị Liên. Hi everybody. Chào mọi người. Còn ngại ngùng. Wow, đây nè mọi người, cái trái plum nè. Cái trái plum vàng nè mọi người. Đây, yeah. Wow. Nó chín rồi. Đây nè mọi người, nó chín rồi. Wow, nhìn đã chưa nè. Hái nha. Nè. This year is not a good year, but maybe people live inside there, they come out and pick them. Over here, đây nè. Trời ơi, đây nè mọi người, nhìn nếu quá, nhìn đã chưa? Wow, mấy trái này là hái được hết rồi đó. Đây, nó chín vàng rồi. Có mấy trái sờ nó mềm rồi, có mấy trái nó vẫn còn cứng. Yeah, nó chín rồi nè mọi người. Có mấy trái nó rụng dưới rồi nè. Chị Liên nói chắc mấy mỗi năm là nó mọc nguyên cây luôn á. Bây giờ là hình như là nhiều lúc ảnh có bạn tới hay là sao đó. Ồ, có mấy trái chắc là ông nó chít vô nè. Đây, người nông dân thực thụ đó. Thu hoạch. Ồ, mọi người thấy không? Cái trái này là trái plum vàng. Nhà bạn của chị Liên có thêm trái plum xanh. Ồ, bơm này cũng ngon lắm này. Ồ, trái gì? Trái gì? Nè, trái này trái gì đây? Nó cũng là plum hả? Hả? Bây giờ bên làm plum tặc. Ở Florida làm xoài tặc, ở bên đây làm plum tặc. Oh, nhiều lắm mọi người ơi, mấy trái. This ready. Yeah, I'm ready. Hell. This first time I see it. Give me one. Đây, để chút ăn thử đi Kai chứ. Yeah, wow. Pretty, huh? That looks sweet. Watch your step, okay, mommy? Watch your step. Apple sợ nó con nhỏ. Wow! Let me try one. It's so good. Really good.
Lai muốn ăn thử một cái. Ồ, chùi vô cái quần nó bóng lón này nè mọi người. Nó giống như apple, nó chùi vô cái. So sweet. Is it? Chun, gonna be Chun favorite. Ngon lắm mọi người nè. Yeah, trái mận mận vàng. Còn bên kia mận xanh kìa. Rồi. Đó đó đó, đúng rồi, đúng rồi. Got it. Yeah. I'm too short. Got it. Too short. Oh, mà sao mà đây nè, đây nè, đây nè, đây. Ây ôi ôi. Nè mọi người nè, nhìn nè, coi nè. Ôi chù. Cái nữa một cái. Được không? Rồi. Dạ bông dở đô lắm kìa. Nhiều lắm nè, ôi chù cho nhiều nè. Wow. Lắm lắm lắm. Ở dưới em có bán mắt tấm đó chi. Lắm yeah. Lắm. Không phải chả. Lừa. Coi lườm lườm cái. Rồng nó chỉ là rồng mai ăn là kiếm rồng. Rồng nó kiếm ăn hết. Bên kia bên kia thì kẹo cái canh cái xuồng có hai. Đó đó đó. Đó đấy. Đó đó. Đó. Đây con chạy đó, con chạy đó. Đó. Rồi. Ở đây đây đây. Không không. Rồi. Rồi. Đến đây đây. Đến đây. Đâu? Bên đâu? Sao nó khóc nước mắt luôn. Đó đấy. Rồi. Chị móc luôn đi. Cái. Đó rồi, anh thấy đó, anh thấy rồi. Đây nè. Đây. 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 Ua. Cao tới bậc giới. Cao này đụng tới bậc giới luôn đó. Đây nè. Ủa, bên kia con hai đó. Mọi người coi nè. Quá trời trời luôn nè. Wow, cái này dưới Florida trong chợ nó bán mắc lắm nha. Nè. Quá trời luôn nha. Đó, nó ngon lắm mọi người, organic luôn. Tại vì cái anh bạn của chị Liên nói là không có xịt thuốc được gì luôn á. Mommy, you guys don't leave some for John? No, he doesn't eat. Oh, he doesn't? Yeah. He has enough, he eat. He Liên là không thắc quá chân chị Liên. Cái cây blackberry nó có gái. Không tha. It's so sour. Very sour. So sour. Oh my god, my god. Nó chua mà cái lưỡi nó cứ chạy đường miệng hoài luôn á. So sour. Bên này có cây plum khác rồi này mọi người. Cây plum này plum tím. Mà nó còn xanh là nó còn sống. Nó phải tím thì nó mới chín. Mà không có trái nào tím thì mà ăn thử nha. Nó đang còn xanh lắm, không có trái. Mà chị Liên nói chắc phải qua cuối tháng 8. Phải qua cuối tháng 8 nó bắt đầu nó mới chín được. Nó còn sống quá, nó còn xanh quá. Nó không có trái rồi. Nó có mấy trái rụng dưới đây, nó màu tím tím nè mọi người. Nhưng mà mấy trái này nó vẫn còn non, nó giống như kiểu là nó chín non á, thành ra nó vẫn còn chua, nó không có ngon, nó tím rồi nhưng mà nó không có. À, cái này chưa ăn được. Nguyên một cây này luôn. Nhiều quá trời nhiều luôn ha, trái quá trời trái luôn ha. Đây mọi người thấy ha. Quá trời trái đây đó. Ở Washington thì có nhiều cherry với lại có nhiều trái cherry với lại trái có trái Việt Quốc nữa. Có trái blueberry. Did you see the blueberry tree? You can get some blueberry for Kyle. Nó có mấy trái Việt Quốc nữa mọi người. Bên này táo nè. Bên này trái bom, trái táo nè mọi người. Kêu Quên Kyle, kêu Kyle. Kêu mommy, forget me. Rồi bỏ vô đây mát nè. Ok. Yeah. Nè mọi người coi nè, coi cái táo này. Wow, quá trời táo. Apple tree. Cái táo này mà nó lớn
là mình hái, mình làm apple juice cũng ngon nữa. Mình ép táo tươi á. Táo sắp với muối. Nó còn hơi chát chát, chua chua phải không? Is it how big it's gonna be? That's it? I think they can get bigger. Oh, bigger? If you like kinda like, you know, nè, hai cái trái này đẹp này. Wow. Quá trời táo nè. You know, but Vietnamese, they like sourness, right? So we cut and then we shake it with like a sour plum, the dry plum, and a little bit salt. Cái này mà xóc muối xí mùi ăn chắc cũng ngon rồi đây mọi người. Nó giòn tươi. Hai trái ăn thử đi. Đó. Chà vô áo rồi nó bóng như này. Nó chùi cái sáp ra đó. Sáp cái táo. Để xem thử nó chua không. Chị ăn không chị? Yeah, yeah. Lê mới đi vô vòng ra nó thấy cái lê nè, táo nè. Actually it's not, it's sour a bit, but not very sour. It's like a green apple. Nói chung nó chưa có ngọt lắm thì nó taste giống như là táo xanh đó mọi người, nó hơi chua chua. Mà ai mà đai ép ép cái này ra uống là đúng bài á. Yeah, uống là nó giống như ra giống giấm táo vậy á. Nước ép táo chua này là đai ép giảm cân nè. Em muốn hái ít không? Không. Rồi cái nào to to thì hái. Không. Bên này có một cái táo khác nhau nè mọi người. Bên này cũng một cái táo nữa nè. Nhưng mà hai loại khác nhau, you see the leaf. Hai cái màu khác nhau mà hai cái lá cũng khác nhau rồi. Có thể là nó thuộc hai dòng khác nhau. Different apple. Yeah. Cái táo rồi cái trái nó khác nè. Giống như là Fuji với lại giống như Honey Crisp đồ vậy đó, nó khác loại nhau. Mình không biết chính xác là loại gì thôi. Bên này cũng có nhiều trái nha. Bên này nhiều trái hơn. Bên này cái trái cái form nó nhỏ hơn, cái bên này cái form nó to hơn. Ba cây luôn, bên này một cây nữa nè mọi người. Bên này cũng có một cây táo này nè. This is also another kind. Yeah. Nhìn nó nhiều hả? Nhiều quá, nhiều luôn hả? What, you want some apple? Và đây là thành quả sau một ngày làm mận tặc, plum tặc và chị Liên là táo tặc. Chị Liên hái táo về xóc muối xí mùi ăn. Còn Ben là hái plum đem về Florida. Thank you bạn chị Liên. Thái Hồ cũng được một trái táo tặc. Thế giới có one more. Chà, yeah. Thái Hồ cũng ăn táo tặc. Cái này bỏ dưới chân á chị, cho vô chứ chạy xe lắm. Dân nó đổ. Yeah. Let's go. Mọi người, có một cô gái Huế đang làm chi đây? Đang hái blackberry đó mọi người, cái trái quà đen. Mọi người biết không? Hái hết mọi người, bây giờ tới blackberry. Trời ơi, blackberry cái trái này là chun, là chun favorite đây, cái món yêu thích của chun đây. Lúc nào đi chợ Poplar bên bên là chun cũng mua cái trái này ăn hết trơn. Không có thích cái trái raspberry, cái trái màu đỏ, nhưng mà thích cái trái màu đen này. Wow, nhìn nè, nó mọc hoa đó mọi người, mọc dại đó mà nó quá trời trời, mọi người thấy nè. Trời ơi, hái chắc là phải được mấy tray như vậy nè. Nhìn nè, Ben hái nè, chị Liên hái nè. Hai chị em từ sáng hôm nay là ngày thu hoạch trái, ngày mai là thu hoạch con. Hôm nay tụi Ben là đi hái mấy cái trái này, ngày mai là đi đào xo nữa, ngày mai còn cái tiết mục đi đào xo nữa mọi người. Đây, quá trời 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 ơi, nhìn nó thấy ham lắm. Mê chưa? Về Seattle mê chưa? Mê lắm, mê lắm. Mùa hè qua Seattle là đúng bài. Nên bây giờ là quyết định rồi. Năm nào cũng qua ám chị Liên chừng tuần, hai tuần. Hoặc là qua đây ở mùa hè rồi mời chị Liên qua lại ở mùa đông. Chị Liên á? Sure, Đây nè, trời ơi, mọi người nhìn thấy ham không? Quay vô thấy ham không? Quá trời trời. Mấy cái trái này cũng không có rẻ đâu mọi người. Đi ở dưới Florida mà có mấy trái nó chín quá thì không lấy được. Một chừng đây thì chắc người ta bỏ được ra hai cái tray nhựa, hai cái hộp nhựa đó là một hộp là cũng là 5 đồng 99, là chừng đây là cũng mười mấy đồng ấy, 11 đồng, 10 đồng, 11 đồng ở đây. Mà chỉ có mùa hè thôi nha mọi người, mùa đông thì nó không có, mùa đông lạnh thì nó không có ra, không mà cũng không phải là cái mùa của nó.
cái mùa của nó chỉ có là mùa hè thôi. Nhìn cái ham quá trời ơi, nguyên một chùm mà nó đen. Nó đen thôi chứ nó ngon gì đâu nha. Hai chị em mình thu hoạch nguyên cái này có cũng được 5 6 hộp á. Ừ. Cái này nhiều khi lên đem bán được cho chợ luôn á. À, hay là qua đây kiếm cái nghề đi hả? Qua đây không có làm neo được. Đi hái blackberry về bán lại cho chợ á. Cái này bên hái bên đem về Florida ăn. Bỏ trong cái hộp vậy nè, xong rồi bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Cái tới ngày về cái là bỏ vào trong cái thùng. Nếu mà mình bỏ đầy lên mình đóng lại thì nó không có bị dập, không có bị rớt qua rớt lại, nó không có bị dập đâu. Mà mình hái cái trái mà cái rơ vô nó mềm quá thì mình không có lấy. Nó vẫn còn hơi cứng cứng thì mình lấy. Nhiều lắm mọi người ơi. Đây, đây quay nè. Nãy giờ chị Liên quay mọi người thấy rồi gì nữa. À, quá trời trời mấy trái màu đen rồi nè. Quay đi cho mang bút kìa mua. Nè, phải mang cái đôi bút. Mang cái đôi bút nè, tại vì cái cây này nó có gai nhiều lắm mọi người nè. Đây, mọi người thấy không, cái gai của nó nè. Thành ra là hai chị em phải mang giày. Giày mà nó cứng, cái đế nó cứng để mà đi vô đây nó không có đập gai. Đôi nón. Đôi nón tại vì trời nó nắng. Ô chu cho bên đây nè. Trời ơi nó quá trời trời luôn, nhìn nó ham gì đâu luôn mọi người. Ở bên đây đúng mùa hè là có trái cherry nữa, nhưng mà cái vườn hái cherry nó hơi xa. Rồi có blueberry. Còn mấy cái cây này thì chỉ cần chạy ra ngoài đường là có rồi. Ồ, nó nhiều đâu mà nó nhiều dữ vậy mọi người. Đây nè cái bụi này nha. Rồi cái bụi đằng xa kia nha. Rồi quá trời trời nè. Đó, mấy cái bụi gai mọi người thấy nó nằm chùm chùm đó là cái cây đó đó. Là cái cây blackberry đó. Đây. Cái trái này Việt Nam gọi là trái gì Ben cũng không biết nữa. Ben biết cái trái màu đỏ, trái raspberry là gọi là trái mâm xôi. Còn cái trái này Ben không biết là trái Việt Nam mình gọi là trái gì đây. À, giống như cái trái dâu đen hay gì đó. Đây. Nhiều lắm mọi người ha, không hết đâu. Ừ, nó giống giống tại vì cái lá nó cũng giống vậy nè. Giống dâu tầm mà dâu đen đó mọi người. Đây nè. Trời quá trời trời luôn. Hái bên nghĩ chắc mà hai chị em mà đứng mà chịu khó hái là chắc cũng phải là hái được 5-6 hộp như vậy luôn á. Ăn gì cho hết. Ở đằng xa kia có cây táo nữa kìa mọi người. Có cây táo kìa. Cái khu đất này là cái khu đất giống như là trong cái công viên á. Nên là mình được phép vô đây mình hái chứ không có phải là nhà của ai đó. Nè. Nhà cái này của public, của cộng đồng. Chị Liên là hay đi vô đây đi bộ đây nên là biết cái chỗ này nên là cũng gần nhà chị Liên lắm, lái xe ra chứ 2 phút à. Đây, hái hết rồi về nha Liên. Hái còn là không được về nha Liên. giống như dì ghẻ nói với bé Tấm ghê. Bé Tấm hái hết thì được về bé Tấm. Đây đây đây. Không, hái hết trên cây thì mới được về. Good luck. Táo này mọi người. Táo này bây giờ tới lượt phần hái táo này. Rồi, đây nè. Trời ơi, táo trắng mọi người. Ủa, rớt kìa, ú chú cha. Đây, 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 mới rớt xuống này. Đây, mới rớt xuống, mẹ thấy nè. Đó. Trời ơi, nhìn cái trái táo trắng tóm nhìn ngon chưa. Wow. Đây. Rồi, một trái táo. Wow. Nhìn nó rất là ngon. Rất là organic. Wow. Đây. Hai trái táo đây. Vẫn có một người miệt mài hái táo. Nè. Làm vậy chứ ăn đâu, mấy ăn đâu. Nhìn nó vui. Nhìn nó ngon á, mình thấy ham á mọi người. Mình nhìn trái cây cảnh này hồi xưa mình cứ đi ăn chùm xoài. Chùm xoài với xóm mình đây. Ồ, trên cái trái nó to đó. Wow. Đây đây rồi rồi rồi. Hư. Hư à? Ừ, trái này muốn hư rồi. Em mua táo, bên bán táo cho. Táo không thuốc trừ sâu. Organic. Táo organic. Đây nè mọi người, đây là thành quả của Bem với là chị Liên này, quá trời nè. Đây nha, một hộp này, một cái này, một cái túi này nữa. Trời ơi, bao la luôn đó, bao la luôn. Bây giờ đi về thôi. Để cái nón của tôi đựng luôn rồi. Yeah, muốn toạc cái nón. Nặng y luôn á chị nghe. Ok, đi về okay, nha. Ok, let's go.
Bọn Ben mới xuống downtown ăn tối xong, thì tính là ăn tối xong là ra quay mặt trời lặn, là quay downtown Kirkland cho mọi người coi luôn. Nhưng mà hôm nay nó có event, có ca nhạc nên mọi người thấy Ben quay đó nó trắng hết rồi. Người ta trắng, người ta làm mấy cái chương trình ca nhạc rồi thử rượu van rồi rồi có mấy cái lều mà người ta quảng cáo mấy cái trường đại học hay là quảng cáo cái tổ chức này tổ chức khác này, là Ben không có quay được nhiều. Chỉ có tại vì lúc cái chỗ đó là ngay cái chỗ trước cái waterfront nó đẹp lắm mọi người. Ngồi đó là ngồi ngắm cái mặt trời lặn với là ngồi ngắm hồ, ngồi ngắm cây, ngắm nước đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ nó bị chiếm chỗ hết rồi. Nên là chỉ có đi quanh quanh một chút xíu thôi, thì tụi Ben dừng lại ở một cái park này là park heritage, giống như là park cái công viên được bảo tồn á. Ý là cái công viên cái tên nó như vậy á, thì trong đây cũng là toàn với cây với cỏ. Nhưng mà là một cái miếng đất rất là lớn mọi người. Con nít có thể ra đây chơi, gia đình có thể ra đây cắm trại ăn, đem đồ ăn ra ăn. Rất là đằng xa kia thì Ben thấy có đang chơi hình như là chơi bóng chuyền. Đây đằng kia mình có cái dây đó là đang chơi bóng chuyền. Rồi bây giờ Ben với Jun sẽ ngồi đây rồi enjoy cái mặt trời lặn, rồi chờ tới mặt trời lặn thì xong là đi về là ngủ. Tại vì bây giờ có khai ồ, không có làm gì sau khi sau khoảng chừng 9 giờ là 9 giờ 10 giờ không có làm gì được nữa hết, chỉ có về ngủ thôi. Khai ồ, con ăn bằng cái chứa đi kìa. À giỏi quá, trời ơi, ông bà cô chú là ông bà cô chú thôi con. Con sẽ ba ông bà cô chú nha, tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú clip tiếp theo nha, bye. Con bị gió đi. Giỏi quá. Hôn một cái thiệt sâu, bye. Gọi cái mặt ngố kìa. Run, keep running. Yeah. Huh? Oh, and out the lift. Bắt đi lưng đàn. Bắt đi. Okay. Chị thấy không? Chị bắt lươm nữa thôi. Ok, keep running. It's okay, you can do it. Yeah. Put it in the hole.